Theo quy định, bệnh nhân mắc COVID-19 không may tử vong thì cơ sở điều trị phải thực hiện việc xử lý tử thi, dựng chuyển đến nơi chôn cất theo quy trình khép kín, phòng tránh lây nhiễm. Tất cả chi phí đều do nhà nước chi trả. Thế nhưng, theo phản ánh của cộng tác viên tin tức Mekong tại bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 số 2 của tỉnh Quảng Ngãi, lại xảy ra chuyện các dịch vụ mai táng thỏa thuận với người nhà và giao bệnh viện thực hiện các khâu để tự đưa người tử vong ra khỏi bệnh viện mai táng. Giá cả thì trên trời, nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn khi lo hậu sự. Liên quan đến vấn đề này, phía Sở Y tế Quảng Ngãi vừa có thông tin. Như đã thông tin, gia đình ông Hồ Văn Phú ở thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi vừa có người thân tử vong do COVID-19. Tất cả quy trình từ khâm liệm, vận chuyển đến nơi chôn cất đều do dịch vụ mai táng thực hiện và có trả phí thay vì được tổ chức theo quy định. Gia đình ông phải trả khoản phí lên tới 35 triệu đồng. Theo tìm hiểu của phóng viên, giá dịch vụ mai táng bệnh nhân COVID-19 chênh lệch nhau và dao động từ 20 đến 60 triệu đồng, tùy vào thỏa thuận giữa người nhà và đơn vị nhận dịch vụ mai táng. Trước thông tin phản ánh, ông Cao Phúc, Phó Giám đốc phụ trách bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 số 2, Quảng Ngãi, thừa nhận có sự việc và giải thích. Do bệnh viện lâu nay không có bộ phận thực hiện việc mai táng nên mới để dịch vụ mai táng vào thực hiện. Giá cả là do dịch vụ mai táng và người nhà tự thỏa thuận, bệnh viện không có bất cứ hợp đồng gì. Mới đây, Sở Y tế Quảng Ngãi bước đầu khẳng định quy trình của bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 số 2 về xử lý tử thi, tử vong do COVID-19 như vậy là không đúng quy định. Cái việc mà bệnh viện cho công ty mai táng vào thì đầu tiên là nó trái quy định của Bộ Y tế. Vì Bộ Y tế không có quy định như vậy, và nếu như mà anh đã cho vào thì những người đó cũng phải bảo hộ lao động và cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt cái phòng dịch. Chuyện mà loạn giá thì cái này thì ngoài tầm của sở, cái này là do cơ sở 2 không biết là có biết hay không, chứ còn sở thì không có chỉ đạo về cái việc này. Sở Y tế Quảng Ngãi cũng thừa nhận hiện nay tại bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 số 2 đặt trong bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Ngãi không có bộ phận chuyên trách xử lý tử thi. Theo quy định của Bộ Y tế thì toàn bộ công đoạn đó là phải nhân viên y tế làm hết, nhưng mà cũng thông cảm là cái bệnh viện lao bệnh phổi là không có cái bộ phận làm việc đó, mà bây giờ cứ điều dưỡng người ta xuống người ta làm cái việc đó thì người ta không có chịu. Chính vì vậy mà mới cho cái công ty ở ngoài vào để lo cái chuyện hậu sự, theo tôi nghĩ như vậy. Nhưng mà cho vào thì anh phải có cái quy định, và giá cả rồi thì anh phải không được lợi dụng cái lúc mà người ta đau thương mà anh nâng giá lên, là cái đó là không được. Đến nay tại Quảng Ngãi có 110 bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong. Trong số này có nhiều gia đình phải bỏ ra khoản tiền lớn để lo hậu sự cho người thân từ các dịch vụ mai táng bên ngoài vào bệnh viện. Trong vài ngày tới, tỉnh Quảng Ngãi sẽ có thông tin chi tiết về vụ việc này sau khi chỉ đạo đoàn kiểm tra vào cuộc.